lũ quái vật, đừng lại đây, các ngươi đừng lại đây, bọn chúng sẽ tách ra. Ngươi định chạy đi đâu nữa hả TV vô mạnh kia? Hãy phục vụ anh em tụi ta đi. Cuối cùng cũng đã xây xong phần mộ cho mẹ. Mẹ ơi, mẹ đã mệt mỏi cả một đời rồi, hãy yên nghỉ đi. Những gì mẹ căn dặn con nhất định sẽ làm. Con sẽ báo thù cho mẹ, giết chết hai thứ quái vật khốn kiếp đã hãm hại cuộc đời mẹ. Chắc có lẽ chuyến này con đi không biết bao giờ sẽ quay trở về. Mẹ ở trên cao, nếu có linh thiêng thì hãy phù hộ cho con tìm được bọn chúng nhanh chóng. Được rồi, giờ con lên đường đi. Kẻ nào vậy? Kẻ nào vậy? Kẻ nào đang lúp ló quanh đây? Mau ra mặt đi. Là ta, là ta. Này, con có phải là đứa con của người phụ nữ đầu tivi đó hay không? Đúng, đúng vậy. Còn ngươi là thứ quái vật nào đây? Hay quá, hay quá. Cuối cùng ta đã tìm được giọt báo di chuyển của ta rồi. Ta là cha của con đây. Ta là một quái vật nhện camera. Cái gì? Người chính là nhện camera? Mẹ kiếp, người chính là hai con quái vật mà mẹ ta đã vô cùng căm thù. Bảo ta sau này lớn lên phải giết chết các ngươi. Ta xin lỗi, ngàn lần xin lỗi bà ấy. Năm xưa, ta cùng quái vật nhện Smith cơ đã làm hại bà ấy. Nhưng sau đó, ta đã gặp quả báo. Giống lời nhện camera của ta đã bị một thứ dịch bệnh chết sạch. Những con cái không thể sống sót. Bây giờ ta đã già rồi, ta cần một đứa con để duy trì nòi giống. Ngươi nói những chuyện này với ta làm gì? Chuẩn bị chịu chết đi, ta sẽ lấy mạng của ngươi. Dừng lại đi, đừng hiểu lầm. Con chính là sản phẩm do ta và mẹ con tạo thành. Tức là ta là cha của con. Nào, mau theo ta, ta sẽ để con trở thành chúa tể của loài ta. Cầm mồm và chịu chết đi. Ta không phải là con của ngươi. Ta chết tiệt, ta báo thù cho mẹ của ta. Không, dừng lại đi, dừng lại đi. Thành công rồi, thành công rồi. Mẹ ơi, con đã giết chết được một tên quái vật mà mẹ đã mong muốn rồi. Còn một tên nữa. Con sẽ lập tức lên đường tìm tên đó. Là lũ nhện Speaker. Chắc chắn bọn chúng là giống lời của tên khốn kiếp quái vật đã hãm hại mẹ mình. Vậy thì tao sẽ giết hết chúng mày luôn, để lời chúng mày mãi mãi bị diệt vong. Các con ơi, cha về rồi nè. Tên khốn kiếp, ngươi làm gì vậy? Sao ngươi giết con của ta? Ngươi có phải là quái vật nhện Speaker hay không? Chết tiệt, là ta. Quay lại. Vậy thì ta giết những đứa con của ngươi không có gì là oan ức. Ta muốn báo thù cho người mẹ TV múa mình của ta đã chết. Mẹ của mày thì liên quan gì tới lời của tao chứ? Bởi vì mày và thứ nhện camera kia đã làm hại mẹ tao suốt một đời. Chết tiệt, mình đã ăn sạch tất cả những quái vật nhện đó và giống lời của bọn chúng. Người của mình có chịu thế này? Không lẽ có gì đó bất ổn hay sao? Người mình to, tay của mình còn mọc ra những cái bông buốt nữa. Chết tiệt, sao cơ thể của mình đen thui thế này? Mẹ kiếm thật. Bây giờ mình phải làm gì tiếp theo đây? Đúng rồi, mình phải quay về với mẹ của mình. Sao nơi này lạ thế? Không lẽ mình đi lạc rồi hay sao? Kỳ là gì vậy? Là những TV Man. Hay quá, họ giống mẹ của mình. Không lẽ đó là những người thân mẹ mình? Này thì quái vật kỳ vậy kia, một cút cho khác đi. Đây là lãnh địa loài TV Man của chúng ta, kẻ lạ không được phép vào. Làm ơn cho tôi vào trong. Mẹ của tôi là một TV vô mình, chắc có lẽ cũng thuộc về lãnh địa của mấy người đó. Tôi là con của bà ấy chết rồi. Làm ơn hãy cho tôi vào trong, cho tôi cùng sống với mọi người được không?
Dù mẹ của ngươi là một tivi vô mình, nhưng ở bên trong bọn ta chỉ chấp nhận loại tivi thuần chủng mà thôi. Ngươi đã bị lai tạp, mau đi chỗ khác đi. Cái gì chứ? Mẹ của nó chắc là một thứ dâm loạn nên mới đẻ ra một khẩu tạp chủng như nó để gia nhập vào chúng ta, được không? Lũ khốn kiếp, các ngươi nói cái gì? Các ngươi nói mẹ ta dâm loạn, ta là khẩu tạp chủng à? Chết tiệt, ngươi đang làm gì đó? Chết hết đi, lũ khốn kiếp. Mẹ kiếp lũ chúng mày. Cái gì thế kia? Thứ quái gì kia? Người to gan thật, dám đột nhập vào căn cứ lãnh địa của loại TV men thuần chủng bọn ta. Người muốn gì? Chắc có lẽ ngươi là chúa tể của cái lũ khốn kiếp ở đây. Ngươi không biết dạy thuộc hạ của mình, để bọn chúng khinh thường người khác. Ngươi còn tự xưng là thần chúng à? Ta khinh lũ thần chúng các ngươi còn thấp hèn hơn ta nhiều lần. Chết tiệt, thì ra là một thứ tạp chủng. Nhìn ngươi cameraman cũng không ra cameraman, speakerman cũng không phải, mà TV man thì cũng không giống. Ngươi to gan tới đây giết chết thuộc hạ của ta, rồi còn ăn nói ham hồ. Nếu ngươi chán sống thì ta sẽ giúp ngươi chết luôn. Chết tiệt. Đúng, tao đang muốn chán sống đây nè. Ngươi có ngon thì tới đây lấy mạng ta, còn không ta sẽ giết chết lũ TV thần chúng các ngươi. Lũ chết tiệt, các ngươi có thể sử dụng ta là một cẩu tạp chủng cũng được, ta nhẫn nhịn. Nhưng các ngươi to gan dám nói mẹ ta lăn lộn ăn ở với sinh vật khác, ta không bao giờ chấp nhận. Ta sẽ lấy cái mạng chó của các ngươi để tế mẹ của ta. Mẹ kiếp mày, sao thứ này dài như đĩa thế này? Ta sẽ nuốt ngươi vào bụng của ta. Mẹ kiếp. Ta sẽ giết cho tất cả sinh vật thân chúng trên đời này. Mau lên, mau lên, chúng ta tập trung lại một chỗ đi, coi hắn làm gì được chúng ta. Thôi chết tiệt đi. Tại sao ngươi cứ đuổi cùng giết tận bọn ta chứ? Bọn ta có thù oán gì với ngươi? Ta không quan tâm chuyện thù oán hay không. Ta chỉ biết một điều, các ngươi tự xưng là loài thân chúng, các ngươi sẵn sàng giết chết những đứa con của mình khi bọn chúng có dòng máu lai tạp. Hôm nay ta sẽ thay cho những sinh vật vô tội bị các ngươi giết đó báo thù và giết chết lũ khốn kiếp tự cho là thân chúng các ngươi. Mẹ kiếp, đó là chuyện riêng của các loại quái vật chúng ta, không liên quan gì tới mày. Chúng ta phải làm như vậy thì loài quái vật chúng ta mới có thể duy trì và thuần chủng nhất. Chỉ cần một giọt máu lai tạp vào, bọn ta sẽ bị biến đổi. Ngươi hiểu không? Lai tạp thì sao chứ, biến đổi thì sao? Bọn chúng cũng giống như chúng mày, đều có sinh mạng, đều có sự đau đớn. Vậy mà chúng mày ra tay giết bọn chúng bởi vì hai chữ thuần chủng. Được lắm, hôm nay tao sẽ giết lại chúng mày, để trên đời này chỉ còn loài lai tạp chúng tao sinh sống mà thôi. Mẹ kiếp mày, mày ép chúng tao tới mất đường con. Được lắm, tiến lên nào anh em quái vật thần chúng. Bảo xe sáng nó cho nó tan thành mấy khói đi, để thế giới này không có loài nào lai tạp trên đời này nữa. Chúng mày nghĩ chúng mày 3-1 thì tao sợ à? Dù chúng mày có số lượng đông hơn nữa thì cũng chỉ gãi ngứa tao mà thôi. Cơ thể này của tao chính là sự kết hợp toàn diện của quái vật đầu camera, quái vật đầu tivi và quái vật đầu loa. Tao chính là Ultra Chi Titan. Dù mày có là ai, mày đụng tới bọn ta cũng quyết liều mạng với mày. Mau giết nó chết luôn đi. Đúng là một lũ thấp hèn, không biết tự lượng sức. Kể từ nay, bất cứ loài nào thân chúng mà không lai tạp sinh ra đời, tao sẽ hủy diệt loài đó. Mẹ kêu, mày quá ảo tưởng tự cao rồi đó. Tao có một chiêu cuối cùng, tao sẽ chết chung với mày, cho mày nổ tan xác luôn.